Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 58 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giảng. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, tiệc chúc mừng biến thành yến hội chúc mừng, mãi đến tận đêm khuya mới tản đi. Lý Thanh Sơn và Tiểu An vệ động phủ núi Liên Nhạc, ngoài ra còn có Như Tâm đồng hành. Chiến tranh kết thúc thì nàng cũng không cần dành hết ngày đêm để thâu luyện đan dược cứu người, có thể thả phanh nghỉ ngơi đôi chút rồi. Nàng vẫn nhớ đến đại lễ mà Lý Thanh Sơn hứa hẹn, nên lúc nửa đường thì không nhịn được hỏi. Đại lễ của ta đâu? Trở về rồi hãy nói. Lý Thanh Sơn cười thần bí. Trở lại núi Liên Nhạc, hắn để Tiểu An về động phủ trước, rồi mình và Như Tâm thì về động phủ của nàng. Lý Thanh Sơn không nói nhảm, trực tiếp lấy toàn bộ linh thảo trong túi bách bảo ra, bày tràn đầy ra bàn đá. Trong này chủ yếu là linh thảo lục đại thị tộc của Dạ Du Nhân tiến công trong 3 năm hắn bế quan. Còn có một lượng lớn là do hắn chiếm được từ việc cướp và giết tu sĩ chủ yêu mình. Vì Như Tâm không có đủ thời gian và sức lực nên hắn không lấy ra, vẫn giữ ở trong túi bách bảo. Đây chính là đại lễ mà ngươi nói. Như Tâm kinh ngạc nói. Lần trước Lý Thanh Sơn lấy nhiều linh thạch trong cùng một lúc như vậy đã khiến nàng lấy làm kinh hãi. Vậy mà so sánh với lần này thì cứ như đổ đệ với sư phụ vậy. Đầy nàng cũng đã thấy không ít linh thảo. Riêng về số lượng thì nhiều hơn nhiều so với số linh thảo mà Lý Thanh Sơn lấy ra này. Nhưng độ quý giá thì không thể sánh cùng được. Một cây linh thảo ngàn năm có thể tương đương với một đống linh thảo bình thường được trồng ra. Mà những linh thảo ở trước mắt này lại còn hơn 100 cây đã vượt qua ngàn năm tuổi. Vậy là chúng được chất thành từng đống tựa như cải trắng thế này, thì hỏi sao mà nàng không kinh ngạc cho đến chấn động cho được. Quy tắc cũ, ngươi thu thập những linh thảo khác, sau khi luyện thành thì chia 3 phần đan dược cho ngươi. Không được, gần đây luyện quá nhiều đan dược, bây giờ nhìn thấy linh thảo là buồn nôn rồi, nhớ đến luyện đan là đau đầu. Như Tâm nói, lại còn đỡ chán, giả vờ giả vịt khổ sở. Nhưng thực ra nàng làm như vậy là để che giấu sự rung động ở trong con người. Nếu đổi toàn bộ thành linh thạch thì e rằng có thể chất đầy động phủ của nàng mất. Quan trọng nhất chính là khởi nguồn của những linh thảo này đủ để biểu lộ rất nhiều thứ, khiến nàng càng ngày càng khẳng định suy đoán trong lòng. Nàng vốn không quá hy vọng có thể được sự tin tưởng này. Được lợi còn ra vẻ, nếu người không muốn thì ta cho người khác luyện. Lý Thanh Sơn nói nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích. Hay là nghe để vị Hàn lão nhạc phụ kia suy nghĩ cách giúp người. Dựa vào thế lực của Hàn gia thì đi tìm mấy tu sĩ bí thuật luyện đan cũng không có, cũng tiết kiệm được 3 phần phải chia cho ta. Ta tin tưởng ngươi thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đến cùng ngươi có luyện không? Sự tin tưởng này cũng chẳng phải gây dựng được trong một sớm một chiều. Nhưng đến giờ phút này thì Lý Thanh Sơn cảm thấy hắn có thể giao rất nhiều việc cho nàng, thậm chí là một vài việc cực kỳ quan trọng. Như Tâm cảm thấy lòng mình như được an ủi, vui mừng khôn tả. Nói nhiều như vậy làm gì? Ngay cả Hàn Quỳnh Chi thì cũng không biết được những bí mật này của hắn đâu nhỉ. Ta và nàng thì có gì hay mà so sánh chứ? Bỏ đi, nếu ngươi đã cầu xin ta như thế thì ta luyện là được. Chẳng qua ngươi hoàn toàn không đếm số linh thảo này đâu nhỉ. Dù có thiếu mất 10 hay 8 cây thì ngươi cũng chẳng biết đâu. Như Tâm cất hết đống linh thảo, cười chớp chớp mắt. Ai bảo thiếu một cây thì ta cứ tìm ngươi để hỏi. Lý Thanh Sơn ngẩn ra, không cam lòng yếu thế nên nói. Thực ra đúng là hắn không đếm gì. Nếu như Tâm muốn lấy linh thảo của hắn thì còn phải phiền phức như vậy làm gì. Trực tiếp phá hỏng vài lò luyện đan là được, hoặc là báo thiếu số lượng đan là được. Chỗ nào cũng có thể lừa dối. Chỉ dựa vào ngươi sao? Như Tâm xem thường. Ngươi muốn xem thử không? Lý Thanh Sơn trợn mắt. Ngươi tới đây. Như Tâm khinh bỉ chừng lại, nhưng đột nhiên lại thấy hơi bất an vì biểu cảm của Lý Thanh Sơn có hơi thay đổi. Cô nam quả nữ bốn mắt nhìn nhau. Lý Thanh Sơn bỗng hơi rục rà rục dịch, có lẽ là do tác dụng của rượu hoặc là do hắn đột nhiên chút được gánh nặng. Xuyên qua cảm giác say mờ mịt,
Dung nhan dịu dàng như nước, dáng người yểu điệu thướt tha của Như Tâm đều tỏa ra sức hấp dẫn khôn tả, quyến rũ xinh đẹp vạn phần. Hắn càng không nhịn được mà muốn tới gần nàng hơn, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm của dược ở trên thân thể nàng, nhìn xem đến cùng bên dưới lớp mặt nạ bất cần đời của nàng là tâm tư như thế nào. Nhìn đủ chưa? Như Tâm không để lộ sự lúng túng và bất an, chỉ tùy tiện giơ tay, dùng ngón tay út vén sợi tóc lên, vẻ mặt hờ hứng, khuôn mặt trắng nõn yêu kiều được phác họa ra đường cong rõ ràng nhờ ánh đèn trên đỉnh động, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt hứng hờ, không rõ là rung động hay là từ chối. Nhìn chán từ lâu, Lý Thanh Sơn lập tức phản bác, sau đó mới nhớ đến câu nói vừa buồn nôn vừa thân thiết mà lúc nãy phải nói là mãi mãi đều không nhìn đủ. Tất cả là do kích thích đà kích gần như bằng bản năng được hình thành từ khi ở chung với nàng. Người ấy, người... Như Tâm bật cười rồi nhẹ lắc đầu, không biết là thất vọng hay là yên lòng nữa. Tuy người có chút sắc đẹp, nhưng muốn dụ dỗ ta thì còn thiếu nhiều lắm. Lý Thanh Sơn cũng nở nụ cười, khôi phục lại dáng vẻ thong dong. Nếu sự rung động nhất thời phá hỏng mối quan hệ giữa họ, thì đó là điều hắn không muốn nhìn thấy. Ta trả lại nguyên câu nhé. Nhìn chán thì cút màu, đừng cần chờ lão nương luyện đàn. Ta chỉ uống trà luôn á. Xong rồi. Như Tâm bưng chén rồi dội thẳng xuống, sau đó đẩy Lý Thanh Sơn đi ra ngoài cửa. Lý Thanh Sơn vừa mới ra ngoài, còn muốn nói gì đó, thì cửa lớn động phủ đã đóng sập trước chóp mũi hắn. Nhìn cửa đá mà hắn cảm thấy có chút không cam lòng. Như Tâm cũng nhìn cửa đá, ánh mắt xoay chuyển vừa như là lạnh nhạt lại như là nhiệt tình. Hai người nhìn nhau cách một tấm cửa đá dày nặng, dù không thấy đối phương nhưng tầm mắt không hề lệch chút nào. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên nở nụ cười rồi xoay người bước lên mây, nhàn nhã gối lên cánh tay. Sau đó chỉ coi đây như một lần ý loạn thần mê trong năm tháng tu hành dài dằng dặc này. Không cam lòng thì sao, ngày tháng còn dài mà. Như Tâm nhẹ nhàng than thở một hơi, xem thường mà cười nói. Quỷ nhát gan. Sau đó nàng lại buồn bực mà đưa hai tay vò đầu. Nhiều linh thảo như vậy, muốn ta luyện tới khi nào đây? Mấy lời lúc nãy của nàng hoàn toàn không phải nói đùa. Gần đây nàng thực sự hơi khó chịu với việc luyện đan. Có điều được lợi ích nhiều thế này thì dù có chán cũng phải nhịn. Trong màn đêm tối tăm, mưa cũng nhỏ đi nhưng vẫn còn tiếng tí ta tí tách rơi không ngừng, thấm ướt mặt đất khắp mấy dãy núi. Mùa hạ kéo đến kèm theo cả mùa mưa. Về phía tây nam cách đây 2000 dặm cũng mưa giống như vậy. Trên một ngọn núi bị nứt, linh khí cực kỳ nồng nặc, tỏ ra nơi này là một mỏ linh thạch. Ở mặt bị nứt của ngọn núi, người ta có thể nhìn thấy được ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ linh thạch vụn vặt. Ở dưới chân núi có một mỏ quặng, dàn lưu tô bất ngờ xuất hiện tựa như một cái bóng. Y giáp màu đen cực kỳ đơn giản mà gợi cảm. Bên dưới là đôi giày bó thon dài, chỉ thấy nàng đi vào trong màn mưa, bước đi còn nhẹ nhàng hơn cả con mèo. Gương mặt tinh xảo nhưng lông mày hơi nhíu lại, như thể đang suy tư điều gì đó. Dù mặc một bộ áo da màu xanh lam, nhưng nó cũng không ảnh hưởng tí nào đến vẻ đẹp của nàng, lại càng tăng thêm sức hấp dẫn kỳ lạ. Tỷ tỷ, yêu tộc lôi binh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đáng ghét, vậy mà không cho chúng ta biết. Dạ Lêu Ba theo sát phía sau, dung mạo chỉ kém một xíu, ngực to mông lớn, còn có cảm giác phong lưu mà Dạ Lưu Tô không thể sánh được. Dạ Lưu Tô chỉ huy đại cân Dạ Dô Nhân tấn công các mỏ linh thạch. Tuy những mỏ quặng này cũng được phòng thủ nghiêm ngặt, có tu hành giả lợi hại tọa chấn, nhưng so sánh với đại quân của các nàng thì chẳng tính là gì cả. Tuy rằng cũng bị tổn thất không ít chiến sĩ, nhưng số lượng cường giả Dạ Dô Nhân vượt qua thiên kiếp lần một chết trận thì chỉ có một, gặp địch là chống lại, có thể nói là tương đối yếu ớt. Thực ra rắc rối lớn nhất cũng không phải đến từ yêu quái hay nhân loại, mà là từ bản thân các nàng. Tuy rằng Lý Thanh Sơn giao cho Dạ Lưu Tô chức vụ thống soái, thế nhưng một khi hắn không có mặt thì các loại tranh giành xấu xé bắt đầu lan tràn. Cái chết của cường giả Dạ Dô Nhân chết trận kia cũng là vô cùng kỳ lạ. Xét theo một ý nghĩa nào đó thì loại tranh đấu này đã không phải là lợi ích, mà là một loại bản năng. Vừa có cơ hội là muốn hại nhau, dù không được lợi gì, như cái cảm giác chỗ này có ngươi đẹp quá, ta không nhịn được nên đá ngươi một cước, lâu rồi không đá được thoải mái như thế. Đây mới là điều làm cho Dạ Lưu Tô thấy đau đầu nhất, thậm chí còn có lúc tức giận nghĩ, Dạ Dô Nhân như vậy thực sự đáng để ta trả giá nhiều như vậy sao? Có điều suy nghĩ này cũng chỉ thoáng lướt qua mà thôi, hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến lý tưởng của nàng.
sau khi trải qua hàng loạt nỗi đau, trên người nàng cũng có loại khí chất của lãnh tụ giả. Người ủng hộ dần dần tăng lên, khiến Dạ Liêu Tô vô cùng kính phục. Sau khi Chu Yêu Minh và Bách Gia Kênh Viện thành lập liên minh ở Vân Vũ Lâu, họ tập trung tấn công lũ yêu quái đang hoành hành. Suy cho cùng, dù mỏ linh thạch quan trọng, nhưng mất đi thì vẫn có thể đoạt lại, cũng không thể cất vào túi mang về nhà được, nên nhiều nhất là tổn thất linh thạch mà thôi. Mà người chết thì không thể sống lại. Nếu Thanh Hà Phủ thật sự bị giết thành cảnh hoang tàn, thì không chỉ Bách Gia Kinh Viện không thể nào tuyển đệ tử phù hợp, mà mỗi một phái cũng giống như vậy. Tuổi thọ của nhân loại ngắn ngủi, tu hành già thì cũng không lâu lắm, liên tục vài đời không thu nhận thêm đệ tử thì chắc chắn môn phái sẽ bị mất truyền thừa mà tiêu vong. Tuy rằng sau khi trở thành tu hành giả thì đều không để tính mạng của phàm nhân ở trong lòng, nhưng ai cũng biết căn cơ của tu hành đạo chính là ở chỗ phàm nhân đời đời sinh sôi thịnh vượng. Cho nên họ gần như mặc kệ những thế tiến công này của Dạ Du Nhân, trái lại còn mừng rỡ vì có thể dùng những mỏ quặng này để kéo chân đại quân Dạ Du Nhân, giảm áp lực cho chiến trường chính. Chỉ cần đánh bại được yêu quái thì còn sợ không đoạt được lại mỏ linh thạch sao? Dạ Liêu Tô nhìn Dạ Vũ trầm tư một lúc lâu. Chúng ta cũng rút lui, không thể ở lại làm đá lót đường cho họ được. Nhưng vất vả lắm chúng ta mới lấy được những mỏ quặng kia. Từ bỏ tất cả, Dạ Liêu Tô quyết đoán. Tuy trận chiến này an toàn, nhưng thu hoạch cũng không được tính là phong phú. Dù có được lượng lớn mỏ linh thạch linh mạch, nhưng khoáng mạch và khoáng thạch ở dưới lòng đất vốn phong phú hơn nhiều so với trên mặt đất. Khai thác ở dưới lòng đất chẳng phải sẽ an toàn hơn hay sao? Có điều, độ vận dụng linh thạch của Dạ Du Nhân còn lâu mới phong phú được như tu sĩ nhân loại. Vì linh thạch không phải là khai thác xong là trực tiếp sử dụng được, còn phải linh luyện một phen. Sau khi loại bỏ tạp chất và giữ lại tinh túy thì mới trở thành loại linh thạch mà bình thường hay sử dụng, có thể giúp phụ ở trong chiến tranh và tu hành. Nếu không, linh khí sẽ cực kỳ hỗn loạn, một khi sử dụng sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, Dạ Du Nhân không có loại kỹ thuật tinh luyện này, cho nên cũng không nhiệt tình lắm với chuyện đào mỏ quặng gì. Có được nhiều khoáng thạch như vậy cũng là vô ích mà thôi. Đương nhiên, cũng có mỏ linh thạch có độ tinh khiết rất cao. Chẳng qua cái đó đều do các yêu tướng chiếm giữ. Đừng nói đến chuyện trực tiếp tới đảo lãnh địa của họ, cho dù là khai thác một ít từ phía dưới những mỏ quặng này thì cũng chẳng phải khai chiến đi. Dạ Liêu Ba cười nói. Cũng được, ta thấy những viên đá vỡ này cũng không có nhiều tác dụng lắm. Hiện tại triệu tập nhân công đến đây. Vừa hay ta cũng nhớ ra chủ nhân rồi, mưa này thật đẹp. Rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể tùy ý tắm rửa ở trời mưa thế này, Dạ Liêu Tô âm thầm nói. Có tu hành giả ở hướng rất xa dùng pháp thuật đang tiến hành quan sát, lập tức thấy đại quân Dạ Du Nhân từ bỏ quặng. Quanh qua một vòng lớn, cuối cùng mỏ linh thạch cũng trở về. Họ lại bố trí trận pháp lần nữa và bắt tay vào khai thác. Chi phủ đại nhân, Dạ Du Nhân cũng lui binh theo. Tất cả mỏ linh thạch đều đã được khôi phục khai thác. Có điều việc xây dựng lại sẽ hơi phiền phức. Trong Thanh Hà Phủ, Liễu Trường Khanh nghe thuộc hạ bẩm báo mà vuốt bộ râu dài đến trầm ngâm. Sau khi chiến tranh lắng lại, việc đầu tiên hắn làm là tìm hiểu tình hình của mỏ linh thạch. Vai trò của mỏ linh thạch đối với tu hành giả tựa như mỏ vàng đối với phàm nhân vậy, vô cùng quan trọng. Nếu là lúc bình thường thì chỉ cần một mỏ linh thạch cũng đủ để cho hai môn phái đại chiến một trận. Tuy Dạ Du Nhân rất không vừa ý chiến lợi phẩm của lần này, nhưng đối với tu sĩ nhân loại thì đây là tổn thất không nhỏ. Ngoài mỏ linh thạch ra thì cơ quan pháp trận phòng ngự, con rối khai thác khoáng thạch đều bị phá hỏng hết sạch, giờ phải phí chút sức lực thì mới có thể xây dựng lại lần nữa. Bao lâu thì mới có thể khôi phục như bình thường? Dạ, ít nhất phải hơn một tháng. Chúng ta đã mất hơn nửa tháng. Liễu Trường Khanh than thở. 3 năm chiến tranh đã tiêu hao tích lũy nhiều năm. Một khi cắt đứt cung cấp linh thạch thì rất nhiều cơ quan con rối mạnh mẽ sẽ mất đi hiệu lực. Rất nhiều trận pháp không thể bố trí được. Mà tu hành giả cũng không thể nào lấy linh khí trong linh thạch để khôi phục. Hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đi mời gia chủ Tạp gia Câu Đại đến đây. Lúc này, Lý Thanh Sơn vừa trở lại động phủ thì nói vài câu với Tiểu An. Sau đó khi cảm nhận được động tĩnh chuyển tới từ bên phân thân, tâm ý xoay chuyển một cái thì thấy những hoa văn tinh xảo mà các thợ thủ công Dạ Du Nhân dốc lòng điêu khắc đập vào mi mắt. Vài con lam điệp hoa uyển chuyển nhảy múa trước mặt, rọi sáng một phạm vi nhỏ. Mã Lục ở bên cạnh đã tỉnh khỏi giấc mộng từ lâu, không biết đi loanh quanh chỗ nào rồi. Hang động vốn dĩ bị một bức cửa đá được điêu khắc tinh xảo phong tỏa.
ở phía sau cửa đá ẩn chứa rất nhiều khí tức đang tiến tới gần. Bác Nguyệt đại nhân, chủ nhân. Cửa đá mở ra, một đám dạ du nhân trở về từ trên mặt đất. Đánh hạ không ít mỏ khoáng thạch, giết một ít luyện khí sĩ. Có điều đa số cái mà chúng ta đoạt được là một ít khoáng thạch chưa qua tinh luyện, may mà không có thương vong quá lớn. Dạ Lưu Tô bẩm báo. Có bao nhiêu khoáng thạch? Lý Thanh Sơn hơi động lòng. Tu hành giả nào cũng sẽ chẳng chê mình có quá nhiều linh thạch. Tuy chỉ là linh thạch nguyên chất, nhưng chỉ cần tìm được người phù hợp và tiến hành tinh luyện, nó cũng sẽ thành một món tài sản lớn. Chu Ảnh tộc ta nguyện hiến dâng toàn bộ khoáng thạch đoạt được cho Bắc Nguyệt đại nhân. Về mặt Dạ Minh Châu kiểu hiểu rõ, thông qua nét mặt thì nàng nhìn ra được Lý Thanh Sơn có hứng thú với những quặng thạch này, cho nên lập tức tiến lên dâng hiến túi bách bảo. Lý Thanh Sơn nhận lấy túi bách bảo và nhìn khoáng thạch lấp lánh tựa như ngôi sao thì hắn đánh giá một chút, ít nhất có thể luyện ra mấy vạn linh thạch tạp phẩm bình thường, thế mà hắn hài lòng nhận lấy. Chú Ảnh tộc trung thành đáng khen, có điều ta đã nói rồi, ta sẽ không lấy bất kỳ chiến lợi phẩm gì trong trận chiến này, thế thì dùng mấy món linh khí này để làm phần thưởng đi. Cảm ơn Bắc Nguyệt đại nhân đã ban thưởng. Dạ Minh Châu nở nụ cười không hề khách khí. Những chủ mẫu khác cũng đều động lòng. Thực sự thì giá trị của những linh thạch kia đối với các nàng là không lớn. Nếu có thể đổi thành vài món linh khí thì đúng là thực tế hơn, lại còn thể hiện được lòng trung thành, lãi bội mà không hề lỗ. Chẳng mất bao lâu, trong tay Lý Thanh Sơn đã có thêm vài chiếc túi bách bảo. Nếu những quặng thạch này đều có thể tinh luyện thành linh thạch thì ít nhất có thể có được 30 đến 40 vạn linh thạch. Hơn nữa, hắn cũng chỉ cần bỏ ra một ít linh khí trung phẩm thượng phẩm vô dụng mà thôi. Có điều luyện đan thì có thể tìm Như Tâm, nhưng luyện khí thì hắn lại không có ứng cử viên phù hợp. Lý Thanh Sơn lại nghĩ tới tứ phương đồng đình của mình, chờ khi về Cách Gia Kinh Viện thì phải tìm hiểu xem đến cùng để tinh luyện linh thạch thì cần những điều kiện thế nào. Đợi tất cả dạ du nhân đi rồi, chỉ còn lại Dạ Lưu Ba vẫn đang dựa vào lòng Lý Thanh Sơn. Tình cảm mà Lý Thanh Sơn dành cho nàng vốn là tình cảm của chủ nhân dành cho sủng vật, nhưng ngày hôm nay lại hơi khác. Khe sâu trước ngực nàng thu hút tầm mắt của hắn, thân thể gợi cảm mê người của nàng cuộn lại, như thể muốn gì cứ làm. Lửa dục đột ngột bùng lên, vị trí nào đó trên thân thể bất giác biến đổi. Ta cũng không biết có phải mình bị thương hay không, xin chủ nhân cẩn thận kiểm tra. Dạ Lưu Ba cảm nhận được sự thay đổi này thì nở nụ cười đắc ý rồi ôm hắn chặt hơn. Bộ ngực đầy mềm mại đè chặt lên bụng hắn, không có một khe hở nào. Vậy hãy để ta kiểm tra cẩn thận một phen. Lý Thanh Sơn nở nụ cười. Trong lúc điều khiển phân thân ảnh trong gương, hắn luôn thích làm theo cảm tính, mà nguồn gốc cũng là do men say của bản thể ánh lên trên phân thân hắn. Tay hắn dần không chỉ dừng lại trên làn da lộ ra bên ngoài của nàng, gặp phải y giáp vướng víu thì trực tiếp kéo rách, sau đó ô yếm mỗi một tấc da thịt trên người nàng. Con người Dạ Lưu Ba lóe lên tia sáng mừng rỡ, nằm trong lòng ngực hắn mà bất giác phát ra tiếng thở dốc ngâm nga khe khẽ, ánh mắt dần trở nên mê ly. Chẳng được bao lâu mà toàn thân nàng chỉ còn sót lại đôi giày bó màu đen, thân thể gợi cảm mê người lộ hết trước mắt Lý Thanh Sơn. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể trần truồng của Dạ Lưu Ba, nhưng giờ phút này nó lại toát ra sự mê hoặc khác thường. Trái táo trên cỏ rung chuyển, ngẫm lại thì cũng hơn 3 năm rồi hắn không được thưởng thức tư vị vị thịt. Lý Thanh Sơn bỗng dừng động tác trên tay, nói vào bên tai Dạ Lưu Ba. Thứ mà chủ nhân có thể cho sủng vật chỉ có sự cưng chiều mà thôi. Vậy thì xin mời chủ nhân cưng chiều ta. Dạ Lưu Ba đột nhiên dâng cao thân thể, bộ ngực mềm mại hơi rung lên, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, trong vẻ bất mãn tức giận lại có chút cầu xin, bĩu môi nói. Từ khi gặp được chủ nhân, đã nhiều năm rồi ta không có nam nhân, một mình cô đơn có biết bao nhiêu khó khăn. Chẳng phải ngươi có rất nhiều thê thiếp mà. Lý Thanh Sơn lấy làm kỳ lạ. Hắn biết Dạ Du Nhân không có mấy quan niệm về trinh tiết, nên cũng không dùng quan niệm này của nhân loại để ràng buộc các nàng. Đương nhiên, đó cũng là lý do tại sao Lý Thanh Sơn không để các nàng thành tình nhân. Ta đã đuổi họ từ lâu rồi, chỉ muốn sinh con cho chủ nhân thôi. Dạ Lưu Ba nói với vẻ mặt thành thật. Dáng dấp kia tựa như khi Dạ Lưu Tô nói về lý tưởng để Dạ Du Nhân quay trở lại mặt đất. Vì Dạ Du Nhân đều là thị tộc mẫu hệ, một nữ Dạ Du Nhân thường sẽ có rất nhiều thê thiếp, chỉ biết mẫu thân là ai, không biết cha là người nào. Vì chuyện thai nghén, hậu duệ trở thành mẫu thân là chuyện tương đối thiêng liêng,
người có được quyền lực tối cao của thị tộc gọi là chủ mẫu. Đúng vậy, không chỉ vì một chốc vui sướng, mà là muốn dùng thân thể để kéo dài huyết mạch của cộng đồng họ. Vậy mà ngươi vẫn nhịn được. Lý Thanh Sơn thấy giờ khóc giờ cười. Đến cùng họ sẽ sinh ra thứ gì đây? 1/3 là người, 1/3 là yêu quái, 1/3 là dạ du nhân sao? Tất cả của ta đều là của chủ nhân. Trái tim của ta, thân thể của ta, còn có tương lai và cả con của ta nữa. Dạ Lưu Ba nắm lấy tay của Lý Thanh Sơn rồi đặt lên bộ ngực cao vút của nàng để hắn cảm nhận được trái tim nàng đang đập thình thịch ở bên trong, sau đó lại đặt lên vùng bụng nhắn nhủi. Lý Thanh Sơn cũng hết sức cảm động. Được rồi, hắn thừa nhận không chỉ có trái tim hắn là rung động. Chuyện đến nước này thì còn gì hay để nói. Xin lỗi Quỳnh Chi, hôm nay ta muốn phá vỡ không xiềng thế tục cũng như rào cản của trần thế. Ta sẽ có một mối quan hệ siêu hí nghị cảm động với sùng vật của mình. Tâm trạng Lý Thanh Sơn xoay vần, đang muốn làm ra chuyện không bằng cảm thú thì... Lúc này cửa đá ầm ầm mở ra. Dạ Lưu Tô đi tới, chỉ lên tiếng tựa như không nhìn thấy bất cứ cái gì. Chu Hậu đại nhân có lệnh, xin chủ nhân lập tức đến Chu Võng Thành. Tuy da mặt của Lý Thanh Sơn dày, nhưng cũng không thể nào duy trì tư thế cơ thể này ở trước mặt một nữ nhân đang trần truồng ở ngay trước mặt một nữ nhân khác. Mà Chu Hậu cũng không phải đối tượng hắn có thể ngạo mạn được. Hắn dịu dàng đặt Dạ Lưu Ba sang một bên, đi xuống khỏi bệ đá, sửa sang y phục lộn xộn một chút, dục niệm trong lòng cũng theo đó mà dịu xuống. Chủ nhân, Dạ Lưu Ba u oán nói, lại càng không nhịn được mà liếc mắt nhìn Dạ Lưu Tô một cái. Nàng nhịn nhiều năm mới nắm được cơ hội này, chỉ lát nữa thôi là việc lớn đã thành, nhưng đến cuối cùng lại thành giá chẳng xe cát, hỏi nàng sao có thể cam tâm cho được. Chuyện này ta đồng ý với ngươi là được chứ gì? Lý Thanh Sơn ngoái đầu lại rồi nở nụ cười, lại còn nháy nháy mắt, sau đó nhịn không được mà cười ha ha, cảm thấy vô cùng thú vị. Ta vẫn chưa thử chuyện sinh con bao giờ, có muốn thử với Quỳnh Chi không nhỉ? Không biết nàng có chịu hay không? Có điều, dù phân thân ảnh trong gương này có thể cảm nhận được rất nhiều, nhưng có khả năng đó sao? Dù sao, hắn cũng không cảm thấy mình bị Gia Lưu Tô quấy rầy. Nếu là của ta thì cuối cùng vẫn là của ta, còn sợ sau này không có cơ hội hay sao? Hai cánh Lý Thanh Sơn đập bùm bùm bay đi, để lại một chàng cười to cùng với cuồng phong và tấm rèm buông thõng lay động. Lưu Tô, ngươi nghe thấy chưa? Chủ nhân đồng ý rồi. Dạ Lưu Ba ở lại mà sững sờ trong chốc lát, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Nghe được cái gì? Đồng ý cái gì? Ngươi vẫn nên mặc y phục trước thì hơn. Sinh con á? Chúc mừng ngươi, sau này không cần dùng tay giải quyết. Dạ Lưu Tô sửng sốt một lát rồi cười nói. Đều là lỗi của ngươi, nếu không thì ta đã thành công rồi. Dạ Lưu Tô vừa nói thế thì Dạ Lưu Ba mới nhớ ra bản thân đã bị cám dỗ đến mức lừa dục khắp người, chỗ hai chân đã ướt át không nhịn nổi. Có cần ta đi ra ngoài để ngươi giải quyết trước hay không? Dạ Lưu Tô nở nụ cười. Không cần, nhẫn nại, nhẫn nại. Không có nhẫn nại thì sao hưởng thụ chứ? Dạ Lưu Ba hít một hơi thật sâu. Vừa nãy chủ nhân đã đồng ý với yêu cầu quản nàng, thế thì chuyện này còn lệch đi đâu được. Tựa như phàm nhân đãi khách, họ phải nhìn đói vài bữa trước khi đỡ tưởng đi ra. Dạ Lưu Tô nói, yêu quái muốn sinh đời so với dạ dô nhân thì e rằng không dễ như vậy. Vậy thì thử thêm vài lần, mãi đến khi thành công thì thôi. Thế nào, tỷ tỷ ngươi có muốn tham gia không? Dạ Lưu Ba nở nụ cười xảo quyệt, tự như thực hiện được âm mưu gì đó. Có được thì tốt, mà không có thì cũng chẳng sao. Không có hứng thú. Dạ Lưu Tô nhìn vẻ mặt hạnh phúc chờ mong của Dạ Lưu Ba mà tâm trạng hơi phức tạp. Nàng đã theo đuổi thứ nàng muốn, vậy còn mình thì sao? Bác Nguyệt, ngươi biết không, huyết ảnh chết rồi. Lý Thanh Sơn vừa tới Chu Võng Thành thì La Thi Chu Hậu đã đứng trên đài cao kia chờ hắn. Có điều tam đại yêu tướng bên người nàng giờ chỉ còn lại một mình Long Oa. Ta vừa nghe nói hắn chết thế nào? Lý Thanh Sơn hơi run lên, thuận miệng hỏi, cũng không thể hiện đau buồn đạo đức giả gì. Bị tu sĩ nhân loại mai phục. Sắc mặt La Ti Chu Hậu hơi khó coi. Nếu nói Long Oa là cố vấn của nàng thì huyết ảnh và Chu Thông kia chính là phụ tá đắc lực, hiện tại đều bị giết rồi. Dù tính nàng ác độc trời sinh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chiến tranh thì khó tránh khỏi thương vong,
mong Chu Hậu đại nhân không để trong lòng. Dù không có họ thì yêu tộc cũng không bị thua. Lý Thanh Sơn nói qua loa, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Người an nhàn quá nhỉ. Còn có cả đám dạ du nhân kia nữa, chúng hoàn toàn không giao đấu trực tiếp với nhân loại, chắc đều do ngươi dạy hả? Ngươi đang tránh chiến đấu. Giọng nói La Thi Chu Hậu lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Thanh Sơn, tựa như ngưng tụ thành nọc độc. Ta là bế quan tu hành, chuẩn bị quyết chiến với Phó Thành Khẩm. Chu Hậu đại nhân cũng đã nhất trí rồi, cũng là ta ra lệnh cho dạ du nhân tiến công vào mỏ linh thạch, làm vậy để cắt đứt nguồn cung cấp linh thạch của nhân loại. Chắc chắn những mỏ linh thạch kia quan trọng hơn cả thành trì của phàm nhân. Phòng ngự cũng rất nghiêm ngặt, có thể nói là giao chiến trực tiếp với tu sĩ nhân loại, còn nói cái gì mà tránh chiến. Lý Thanh Sơn nói mấy câu không lọt một giọt nước, khiến tâm trạng La Ti Chu Hậu càng không thoải mái. Thế nào nàng giương tay cao về phía mặt Lý Thanh Sơn, rồi rút về sau. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mặt loáng lên một cái, thi triển linh quy huyền giáp, ngăn cản bàn tay thon dài trắng nón của La Ti Chu Hậu theo bản năng. Trong phút chốc, linh quy huyền giáp đã bị lõm xuống đầy vết rạn nứt. Lý Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài, hung ác va chạm trên vách đá, toàn bộ hang động cũng chấn động theo. Ta muốn giáo huấn người mà ngươi dám cãi lại, còn dám chống đối sao? Giọng nói lạnh như băng của La Ti Chu Hậu truyền vào tai Lý Thanh Sơn, khiến hắn hiểu rõ một chuyện rằng nếu cường giả không nói lý, dù kẻ yếu có dẻo miệng thì cũng chỉ là phí công mà thôi. La Ti Chu Hậu tựa như một tiểu nữ hài ác độc tùy hứng, có thể hơi yêu quý món đồ chơi biết lấy lòng nàng, nhưng nếu không thể lấy lòng nàng thì sẽ bị vứt sang một bên, thậm chí suýt chút nữa còn sẽ rách làm thú vui. Đây là một bài học dành cho người, đừng có suy nghĩ lung tung. Trước nay ta luôn kiêu ngạo về người, cho nên ngươi chỉ được phép thắng trận với Phó Thành Khẩm, không được phép bại, nghe rõ chưa? Vì suy xét đến việc Lý Thanh Sơn còn có tác dụng, nên Chu Hậu vẫn chưa ra tay tiếp, chỉ lạnh lùng cảnh cáo. Ta rõ rồi. Sắc mặt Lý Thanh Sơn bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra nụ cười. Hắn đã không phải là thiếu niên sơn giã mới ra đời như trước kia từ lâu, không cần phải nghiến răng nghiến lợi thù hận không thôi. Nếu ghi thù thì phải nhớ là sớm hay muộn cũng nhất định sẽ báo thù. Tuy tâm tình của Lý Thanh Sơn không bị ảnh hưởng quá nhiều, chẳng qua quyết chiến sắp đến liền tạm dập tắt dục vọng, quyết định tính tâm tu hành tử tế một đoạn thời gian, làm Dạ Lưu Ba lại u oán một trận. Nhưng Lý Thanh Sơn cũng có sự đề phòng, mệnh lệnh cho Dạ Dô Nhân nhanh chóng thu thập các loại linh thảo để cống hiến lên. Chiến tranh duy trì nhiều năm, rất nhiều lãnh địa ở dưới lòng đất đều đang bỏ trống. Cấm khu mà Dạ Du Nhân vốn không thể bước vào đều trở thành có thể đi vào được. So với Dạ Du Nhân, yêu quái càng không hiểu được cách sử dụng linh thảo hơn, chỉ sẽ bảo vệ và dùng những linh thảo có thể sử dụng trực tiếp. Số linh thảo còn sót lại có lẽ sẽ khá nhiều mới dùng. Vì để tăng tiến độ thu thập linh thảo, Lý Thanh Sơn giao những linh khí linh phủ lung tung trong bách bảo nang cho Dạ Lưu Ba. Chỉ cần có thể cống hiến linh thảo có phẩm chất tốt, nàng có thể làm chủ để ban thưởng những thứ này cho họ. Chu Hậu đã không dễ hầu hạ, vạn nhân lúc nào đó cho mặt vô tình, hắn sẽ mang theo những lợi ích đã hốt trọn, khăn gói quả mướp đi luôn. Thiên hạ rộng lớn, làm người hay làm yêu, chỗ nào trả được, cần gì phải ở lại cho nàng giận cá chém thớt. Đan dược mà Như Tâm luyện chế ra, Lý Thanh Sơn chỉ sử dụng một phần nhỏ, còn thừa lại một phần lớn để trong bách bảo nang, chưa có cơ hội chuyển hóa thành tu vi. Trong thanh tiểu động phủ, Lý Thanh Sơn lấy toàn bộ đan dược trong bách bảo ra, chất lượng đều khá ổn. Phẩm chất của linh thảo mà Dạ Du Nhân cống hiến đều khá cao, không được 1.000 năm cũng được 500 năm, cho nên đang dược luyện ra cũng có phẩm chất rất tốt, có thể để cho hắn sử dụng. Chẳng qua cũng có một phần nhỏ không có ích lợi gì, bỏ thì đáng tiếc, dùng thì vô vị. Cảnh giới tu hành của hắn càng cao, tốc độ hấp nạp thiên địa linh khí cũng càng lúc càng nhanh, đến chính bản thân hắn cũng dần dần có đủ linh tính. Linh khí mà một giọt máu của hắn ẩn chứa, chỉ sợ cũng phải nhiều hơn kha khá các loại linh thảo. Có dùng những linh đan này nữa thì tự nhiên cũng vô dụng. Một khi đạt đến một trình độ nhất định nào đó, chỉ sợ đến cả đan dược luyện chế ra từ linh thảo ngàn năm cũng có thể trở nên vô dụng. Cho nên vùng lãnh địa dưới đất này cũng không quan trọng như ban đầu nữa. Bọn rút nốt chỗ giá trị còn sót lại thì sẽ không phải chịu sự trói buộc của nó rồi bị Chu Hậu sai khiến nữa. Lý Thanh Sơn khẽ cười nói với Tiểu An, hít sâu một hơi. Thân hình nở to ra, nháy mắt đã cao hơn 10 trượng. Một trượng là 3 mét, cao khoảng một tầng lầu. Cũng chính là nói, hiện tại Lý Thanh Sơn cao cỡ mười mấy tầng lầu. Tuy so với Goliza thì vẫn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng đủ để đợi lốt một con tiểu yêu quái rồi.
thân thể đen nhánh như sắt, nhìn như ma thần, tóc đỏ như thác nước buông xõa toán loạn, đôi mắt lấp lánh có thần như có lửa thiêu đốt, phát tán ra thú tính và ma tính man hoang nguyên thủy. Lúc mở thanh tiểu động phủ, không cầu gì khác, chỉ cầu một chữ đại, chính là để đối phó với tình huống lúc này. Ngọn núi mà hắn chọn phải cao hơn 300 trượng, Lý Thanh Sơn và Tiểu An liên thủ gần như đã đào rỗng cả bụng núi. Từ đáy đến trần của động phủ cao khoảng 200 trượng. Nếu không phải do Lý Thanh Sơn dùng thần thông để nén vách núi này thành kiên cố như kim cương, thì sớm đã không chịu nổi trọng lượng của hắn mà đổ sụp xuống rồi. Cho nên Lý Thanh Sơn đứng thẳng thân người cũng không hề cảm thấy chật chội. Quan sát đánh giá thân hình của bản thân, cười tuét miệng lộ ra đầy răng nanh. Đôi hổ phía sau tùy ý lay động, mang theo một chuỗi tàn ảnh. Nói theo cách nào đó, thì hắn càng hài lòng với nguyên hình của bản thân hơn là hóa hình. Hóa hình thì có bộ dáng rất anh tuấn đấy, nhưng so với nguyên hình này của hắn thì có vẻ không đủ quyết đoán, không đủ bá khí. Cũng không thể không nói, ánh mắt của Thanh Nghiêu thật là độc đáo, chọn trúng Lý Thanh Sơn. Nếu không có phạm vị cổ quái của kẻ xuyên Việt, thì e rằng người bình thường chỉ riêng với hình tượng này của bản thân đều đã không thể tiếp thu nổi, càng đừng nói tự cảm thấy tốt đẹp. Lý Thanh Sơn vươn tay quét một cái, toàn bộ đan dược trên mặt đất bay vào trong tay hắn, một vốc nhét hết vào miệng lớn như chậu máu, nhai cũng không nhai, ực một tiếng nuốt luôn xuống bụng. Nếu những người tu hành khác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định kinh ngạc đến rớt cả hàm, cho rằng hắn chán sống rồi nên muốn tự sát. Những đan dược này chủng loại bất đồng, chỉ riêng dược tính tương xung cũng đủ để mất mạng. Dược tính cường đại ẩn chứa trong đó càng có thể làm người ta trực tiếp nổ tung. Quả nhiên, sau khi nuốt những đan dược này xuống bụng, bụng của Lý Thanh Sơn lập tức phồng lên, càng lúc càng lớn như một quả bóng bay, như hoài thai 12 tháng vậy, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Trên trán Lý Thanh Sơn cũng xuất hiện thêm một tia thận trọng, quát nhỏ một tiếng: Linh quy chấn áp. Yêu đan linh quy phóng ra quang mang lộng lẫy, dỡ tần chấn áp luồng lực lượng hỗn loạn này. Chẳng qua ẩn ẩn cũng có chút chấn áp không nổi, một thân yêu khí xung phá khỏi thân thể, hất bay mái tóc đỏ rực. Nếu không phải có bát môn kim tỏa trận khóa chắc lại yêu khí cuồn cuộn như thủy triều này, e rằng từ xa đã có thể nhìn thấy cảnh tượng yêu khí xung thiên. Yêu đan linh quy chỉ chấn áp mà không hấp thu, từng cố dược lực tan vào trong từng bộ phận trên cơ thể Lý Thanh Sơn từng chút một. Trong lục phủ ngũ tạng có chút châm chích, vô số huyết quản bé xíu bị phá vỡ, chẳng qua lại lập tức khôi phục lại ngay. Trong nháy mắt, cứ hủy diệt và khôi phục như vậy, chuyển hóa không biết bao nhiêu lần. Mục đích lần này của Lý Thanh Sơn chỉ có một, đó chính là đột phá Như Ma tứ trọng. Cuối cùng, bụng của Lý Thanh Sơn cũng không tiếp tục to ra nữa, ướn bụng ngồi xuống, sờ sờ cái bụng to đùng của bản thân. Cứ nói muốn cùng người khác sinh hài tử, nhìn ta thế này lại giống tự mình mang thai luôn rồi. Tiểu An, giống Phật Di Lặc hay không? Tiểu An nhẹ vọt lên, nhảy lên trên bụng Lý Thanh Sơn, nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, che miệng cười nói: chẳng giống tí nào cả. Vậy thì giống cái gì? Giống Lý Thanh Sơn. Không sai, giống Lý Thanh Sơn, ta giống người khác làm cái gì chứ? Lý Thanh Sơn ha hả cười lớn. Trên đời này, người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bề ngoài huyết thống tu vi những ngoại vật này của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có nàng thôi. Bất kể hắn biến thành bộ dạng thế nào, trong mắt nàng vẫn chỉ nhìn thấy Lý Thanh Sơn mà thôi. Mà bất kể Tiểu An là quỷ hồn, bạch cốt hay là chu nhan mỹ nhân quốc sắc thiên hương, ở trong lòng hắn cũng chưa từng thay đổi chút nào. Tiểu An đến bên cạnh, lấy ra yêu đan huyết tinh của huyết ảnh, nàng khẽ ngửi một cái, mùi mốt tanh nồng nặc làm nàng vô cùng hài lòng. Chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế huyết hải phan. Khẽ suy ngẫm một lúc, lại cất huyết yêu đan đi, lấy ra niệm châu đầu lâu. Đẳng cấp tiếp theo của 18 viên niệm châu chính là 21 viên, chỉ thiếu 3 viên nữa. Thời gian vội vã mà qua, nháy mắt đã qua đi nửa tháng. Bụng của Lý Thanh Sơn đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, một đôi vó sắt đạp sâu vào mặt đất, cặp móng vuốt móc chặt vào mặt đất, sống lưng cong như dãy núi, hai sừng vùng lên đội trời, đỉnh thiên lập địa. Tuy về mặt khí thế còn chưa đủ lắm, nhưng về mặt thần thái thì rất giống với ảo ảnh Như Ma ngày xưa hắn nhìn thấy trong thức hải. Không có động tác dư thừa, không múa may quyển cước, đến cả ba thức Như Ma đạp địa, Như Ma luyện bỉ, Như Ma đỉnh giác cũng hoàn toàn bỏ đi, cứ bất động như vậy như một pho tượng. Nhưng mà ở trong sự tĩnh lặng tuyệt đối này lại tràn đầy sức mạnh, như một cây cung đã kéo căng dây. Cơ thịt kéo giãn bành trướng đến cực độ, còn kiên cố hơn cả nham thạch sắt thép. Nhưng bên dưới làn da lạnh cứng lại là huyết dịch đang sôi sục, linh hồn đang thiêu đốt, không có một khắc nào ngừng nghỉ. Trong đôi mắt đỏ rực lấp lánh hồng quang,
Tuy nửa thân trên phần lớn vẫn duy trì hình người, nhưng bất kỳ ai ở đây cũng không thể nào liên tưởng được hắn với chữ nhân này có quan hệ gì. Dược tính của số đan dược mà hắn nuốt một hơi đã hoàn toàn bùng phát ra, nhưng như ma biến vốn dễ tu hành nhất mà lần này lại trở nên vô cùng gian nan. Vẫn chưa đủ, còn thiếu cái gì? Đan dược ơ? Không phải, là cái gì đây? Cả người Lý Thanh Sơn mồ hôi rơi như mưa, trong lỗ mũi phun ra hai luồng yêu khí trắng nóng rực, dược tính bắt đầu tan đi. Ngưu ma đại lực xà vào bùn đất. Trong đầu Lý Thanh Sơn lại hiện ra câu khẩu quyết đầy sự không may mắn này. Hắn sâu sắc cảm nhận được một loại bi thương như anh hùng mạt lộ, bất lực khi đại lực không thể thi triển ra được. Nhưng ở trong đó còn có một thứ gì đó tồn tại. Trong thức hải của hắn lại một lần nữa hiện ra ảo ảnh của Ngưu ma. Hắn nhìn chăm chú một lúc lâu vào cái ảo ảnh đó, đột nhiên sinh ra một sự nghi hoặc. Vì sao biết rõ đã bị hám sâu vào vũng bùn mà còn muốn phí sức giãy giụa? Càng giãy giụa há không phải càng hám sâu sao? Tất cả nỗ lực đều đã thử qua rồi, nếu đã vô dụng sao không dừng lại nghỉ ngơi một chút? Sao phải làm khó mình một cách thống khổ như vậy? Năm xưa Sở Bá Vương binh bại ở Cai Hà, nghe thập diện sở ca mà viết ra: lục bát sơn hà khí cái thế, lục bất lợi này ngựa không chết, ngựa không chết này thì đã sao, ngu này phải làm sao. Sau khi đột phá được vòng mai phục của quân Hán, trốn đến bờ Ô Giang, Lê Tử Than không còn mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão, rồi sau đó tự vấn. Thành chú thích tốt nhất của bốn chữ anh hùng mặt lộ lưu xuống một khúc anh hùng bi ca lưu chuyển đến thiên cổ. Bài thơ này là Lý Thanh Sơn học được trong sách vở ở Tiền Thế, chẳng qua cũng không phải là độc nhất. Trăm ngàn năm sau, một tướng quân bị quân địch bao vây, lâm vào tuyển cảnh khác, cũng để lại một bài thơ thất ngôn được in trên sách vở, càng lưu lại rõ ràng trong ký ức của Lý Thanh Sơn. Đoạn đầu kim nhật ý như hà, sáng nghiệp hiệu nan bách chiến đa, thử khí hoàng đài chiêu cựu bộ, tinh kỳ thập vạn trảm diêm la. Hào khí ngút trời, khi khái coi thường cái chết nhường ấy, đã vượt qua Sở Bá Vương chỉ biết oán trách người, không dám qua Giang Đông. Từng tâm niệm vụt qua, trong hiện thực chỉ là một cái chớp mắt. Ta hiểu rồi. Hồng quang trong mắt Lý Thanh Sơn đột nhiên sáng lên như ánh lửa, lại nhìn về phía ảo ảnh của Ngưu ma, nhìn thấy một cảnh tượng bất đồng. Hắn nhìn thấy Ngưu ma bằng nghị lực phi thường mà nhẫn nại kiên trì, dù cho hao phí khí lực, dù cho nhân quả chú định, túc mệnh khó đổi, cũng tuyệt đối không từ bỏ, phải tranh đấu đến cùng. Có thể bị hủy diệt, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Ánh mắt lập lòe bất định của Lý Thanh Sơn dần dần bình tĩnh lại, hơi thở phì phò trong mũi cũng dần dần hoãn lại. Dường như có thể giữ lại trạng thái này mà kiên thủ 100 năm, 1000 năm. Đột nhiên, một cỗ khí hải hùng hồn giống như ảo ảnh, Ngưu ma phát tán từ trên người của hắn. Ngưu ma biến, tứ trọng, tu hành. Thân hình của Lý Thanh Sơn dần dần khôi phục nguyên trạng. Khác với trước kia, trong lòng hắn không hề có bao nhiêu vui vẻ như điên, cũng không gấp gáp thử xem sức mạnh của mình đã tăng lên bao nhiêu. Trong quá trình tu hành, ý chí của Thanh Ngưu dường như đã xuyên qua Ngưu ma biến này, tan vào trong cơ thể hắn, là một loại truyền thừa. Bất kể tương lai thần ma cửu biến này có bao nhiêu biến hóa huyền ảo, Ngưu ma biến này đều hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất. Thân thể của Lý Thanh Sơn cao lớn, cơ bắp từng bộ phận chia ra rõ ràng, có thêm một cỗ khí độ trầm ổn như núi. Con người đen nháy trông có vẻ rất trầm tĩnh, không giống với kiểu vô tình vô dục lúc thi triển linh quy trấn hải quyết kia, mà là một loại kiên định thâm nhập vào trong xương tủy. Sức mạnh vô cùng vô tận bùng phát ra từ bên trong cơ thể, như gắn kết không tách biệt với đại địa bao la. Trong quá khứ, mỗi lần Ngưu ma biến đột phá, hắn đều sẽ thử nghiệm tử tế một phen. Một là để cảm nhận sự vui sướng khi sức mạnh tăng cường, nữa là vì khống chế sức mạnh bất thình lình tăng cường. Nhưng mà lần này, hắn không những không có sự hoan hỉ khi thần lực đại tăng, trái lại cảm thấy một loại giới hạn, cho đến nỗi lúc giơ tay nhấc chân đều có thể cảm thấy tầng tầng trở ngại, không thể tận sức thi triển sức mạnh. Mà sức mạnh của hắn rõ ràng là tăng thêm, không phải một chút mà là không biết bao nhiêu lần. Sức mạnh trước đây của hắn gần như không thua yêu tướng loại sức mạnh như cường thạch có huyết mạch đặc thù. Hiện tại bằng một cánh tay, hắn đã có thể áp chế hoàn toàn cường thạch, thậm chí trực tiếp bóp nát thân thể vững chắc không thể công phá kia của cường thạch. Chỉ riêng ở phương diện sức mạnh này đã hoàn toàn vượt qua trình độ của một yêu tướng. Thần ma cửu biến này là cái thế thần thông mà Thanh Ngưu sáng tạo ra. Khi bắt đầu thì trông có vẻ bình thường, nhưng ma biến nhất trọng cũng chỉ là trình độ bắt nạt nhân vật giang hồ,
đến một luyện khí sĩ có tí ngón nghề cũng đánh không lại. Nhưng về sau, mỗi một tầng biến hóa đều nghiêng trời lệch đất, sức mạnh đều tăng lên cấp số nhân. Đương nhiên, độ khó lúc tu hành không ngừng tăng lên, hiệu suất tu hành lại càng lúc càng cao, không kìm được mà nhớ lại cố sự kinh điển đặt lúa mạch lên trên bàn cờ. Một đại thần thông minh vì quốc vương buồn chán mà phát minh ra cờ tướng, quốc vương vô cùng cao hứng. Hỏi hắn muốn phần thưởng gì, hắn liền đề ra một yêu cầu đơn giản, thỉnh cầu quốc vương thưởng cho hắn chút lúa mạch. Ô thứ nhất để một hạt mạch, ô thứ hai để hai hạt, ô thứ ba để bốn hạt, cứ như vậy mà làm. Quốc vương vui vẻ đồng ý. Ban đầu thì yêu cầu này có vẻ rất là đơn giản, tốn rất ít lúa mạch. Nhưng còn chưa để đầy một nửa số ô, quốc vương đã phát hiện ra, dù có lấy ra toàn bộ lúa mạch của vương quốc thì cũng không thể thỏa mãn cái yêu cầu đơn giản này được. Tuy nhiên mà biến chỉ có 9 tầng, nhưng mỗi một lần sức mạnh tăng lên không chỉ là gấp bội mà thôi. Thật vậy, vậy thì đến lần thứ 9, sức mạnh của hắn sẽ đạt đến một trình độ như thế nào nhỉ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Giải núi lấp biển, hái trăng hái sao, e rằng đều là bình thường. Nhớ lại Ngưu Ca đã từng nói qua, ta có thể trực tiếp cho ngươi sức mạnh quét ngang thế giới này. Hiện tại mới thấy được lời này của Ngưu Ca đến cùng có bao nhiêu khiêm tốn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.